Thưa quý vị khán giả, lâu nay người dân thành phố Hồ Chí Minh hay nhắc nhở nhau hoặc nhắc nhở những người thân, khách du lịch từ các địa phương khác đến là nên cẩn thận với việc đeo dây chuyền, mang túi xách, cầm điện thoại mỗi khi ra đường, bởi những tư trang quý giá này có thể bị cướp giật bất cứ ở đâu. Thực tế, nhiều vụ việc đã để lại hậu quả không chỉ là mất tài sản mà còn ảnh hưởng đến tính mạng. Mới đây các đối tượng xấu lại có một thủ đoạn mới tinh vi hơn, đó là mặc quân phục, giả mạo là lực lượng chức năng chặn đường người dân và bất ngờ kiểm tra thẻ xanh tiêm chủng COVID-19 để rồi cướp giật điện thoại một cách chóng vánh. Từ tình hình trên, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra lời cảnh cáo quý bà con khi lưu thông trên đường cần lưu ý cảnh giác với việc này. Sau khi thành phố Hồ Chí Minh chính thức áp dụng chỉ thị 18 về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, phần lớn các chốt kiểm soát và điểm rào chắn trên địa bàn thành phố đã được tháo dỡ. Việc nới lỏng giãn cách xã hội, mở rộng đối tượng được ra đường sẽ kéo theo tình hình an ninh trật tự phức tạp hơn. Do đó, để chủ động tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng sẽ tăng cường công tác tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn kịp thời các đối tượng hoạt động phạm tội và các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch. Tuy nhiên, lợi dụng tình hình này, trên địa bàn một số quận huyện đã xuất hiện một số đối tượng không mặc quân phục, giả mạo lực lượng chức năng, chặn đường người dân và bất ngờ kiểm tra thẻ xanh tiêm chủng COVID-19. Khi người đi đường lấy điện thoại trình thẻ xanh, thì các đối tượng liền cướp giật điện thoại và nhanh chóng tẩu thoát. Trước tình hình trên, Công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân lưu thông trên đường cần lưu ý cảnh giác, chỉ xuất trình cho tổ công tác tuần tra khi các thành viên trong tổ có trang bị đầy đủ quân phục theo quy định và có ít nhất 4 cán bộ chiến sĩ của các lực lượng cùng phối hợp tuần tra kiểm soát.